người kiếp tới đi vòng vòng làm anh em. Còn bạn này đi anh em rồi đợi bạn kia ok anh biết là sáng sáng. À, hôm qua tôi lộn nhà cửa Hoài Lâm cứ nói ở Vĩnh Long á, ok để chạy qua, xong rồi tôi search cái tên của cái cột của cửa ở người nó cắt ở đây đi đâu 80 cây á. Đâu có, chạy qua nhà nó làm gì 80 cây. Chạy qua nhà nó thì đâu, nhưng mà nó qua bên nhà nội đó. Ờ, rồi sao? Nhà nội nó qua nó không? Đấy. Qua luôn hả? Bữa nay chắc không qua quá, sao quá. Nó có thời gian, chắc là tôi bữa nay quay dọc một thơ. Mai nó về lại Vĩnh Long rồi, qua quay. Có điện Long Minh á, Long Minh đang xuất. Nó lại không đốt hay gì? Đủ mấy cái bài đủ dài bao lâu mà quay thấy mà thấy nhiều vậy thấy quay đủ nhiều chỗ vậy chưa biết bài dài bao lâu đó tại mới có cái sườn à. Mới có cái sườn là bắt đầu đi thu xong về tụi sắp lại quẩy.